Liên Hiệp Quốc phân phối thực phẩm cho cư dân đang bị bao vây trong vùng ngoại ô Damascus, tin từ Yarmouk. Liên Hiệp Quốc hôm nay đã gửi một số hàng lương thực lớn nhất từ trước cho đến nay đến Syria để viện trợ cho các cư dân ở một vùng ngoại ô Damascus đã bị bao vây bởi quân đội Syria trong nhiều tháng, trong khi những nỗ lực ngoại giao đang tìm cách dỡ bỏ sự bao vây ở trung tâm thành phố Homs. Cơ quan viện trợ nhân đạo Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã bắt đầu phân phối 900 lô thực phẩm trong trại Yarmouk, nơi hàng chục ngàn người đang tạm trú, trong đó có 18.000 người Palestine. Phát ngôn viên của UNRWA, ông Chris Gunness, nói đây là sự trợ giúp đầu tiên cho trại tị nạn này kể từ ngày 21 tháng Giêng, là khi 138 gói thực phẩm đã được chuyển giao. Mỗi gói thực phẩm có thể nuôi được một gia đình 5 người trong 10 ngày, có nghĩa là số hàng viện trợ hôm nay sẽ chỉ giúp được khoảng 1/4 số người trong trại trong một vài ngày. Các cơ quan thông tấn nhà nước Syria đã đưa tin việc cung cấp viện trợ cho những người ở trại Yarmouk mà Sana nói rằng đang bị các nhóm khủng bố vũ trang bắt làm con tin. Đài truyền hình nhà nước Sana phát sóng hình ảnh cho thấy hàng trăm người đứng xếp hàng để nhận các gói thực phẩm. Cơ quan viện trợ nhân đạo Liên Hiệp Quốc đã đổ lỗi cho chính quyền và hôm Chủ nhật 26 tháng Giêng đã ngăn chặn không cho đoàn xe của họ mang viện trợ đến cho người dân. Hai tuần trước đó, đoàn xe cứu trợ đã phải quay trở lại trong khi đang trên đường đi đến trại Yarmouk sau khi đoàn xe hộ tống của chính phủ Syria bị bắn. Khoảng 11 người được cho là đã chết vì suy dinh dưỡng ở Yarmouk, một quận trong thủ đô Damascus, nơi từng là một trại tị nạn của người Palestine, nhưng nay đã trở thành một huyện của những người Palestine và Syria nghèo khó. Các nhà hoạt động đối lập cho biết chính phủ Syria đang sử dụng đói khát như là một vũ khí chiến tranh. Trong khi đổ lỗi cho quân nổi dậy đã bắn vào đoàn xe viện trợ và lo sợ là thực phẩm và thuốc sẽ được đưa đến cho các nhóm vũ trang.